Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ cách xử lý khi mất nguồn nước vào tòa nhà. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra đường nước. Khi phát hiện mất nguồn nước vào tòa nhà, chúng ta nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân để xử lý kịp thời. Việc đầu tiên là kiểm tra các van khóa ở đồng hồ, ở đường ống vào bể xem có ở trạng thái mở không. Sau đó, mở nắp bể xuống kiểm tra van phao xem kẹt van không. Nếu có van đang khóa thì tiến hành mở van, kẹt van phao thì tiến hành sửa chữa. Sau đó kiểm tra đường ống, đồng hồ nước, nếu tất cả bình thường, đồng hồ không quay thì nguyên nhân duy nhất là mất nguồn nước từ ngoài thành phố vào. Hiện tại là đang bị van phao đang hoạt động bình thường và không có hiện tượng là kẹt phao. Bây giờ chúng ta phải là xác định nguyên nhân còn lại là mất nước từ bên ngoài vào bên này. Khi mà mất nước ở bên ngoài thành phố vào thì đầu tiên là chúng ta phải xác định nước ở trong bể đã còn bao nhiêu, kiểm tra bể trên bề mái, xác định nguồn nước còn lại có thể cấp được cho tòa nhà trong thời gian bao lâu, gọi điện đến ban quản lý, gọi điện đến cơ quan cấp nước để xác định nguyên nhân và xác định cái thời gian cấp nước còn lại cho tòa nhà. Khi biết được nguyên nhân mất nguồn nước vào tòa nhà từ nguồn cấp bên ngoài thành phố, chúng ta tiến hành các bước xử lý sau. Xác định tổng dung tích nước còn lại trong bể ngầm và bể mái có thể cấp cho tòa nhà trong thời gian bao lâu. Gọi điện đến cơ quan cấp nước thành phố theo số điện thoại 043 8211638 để tìm hiểu thông tin về nguyên nhân mất nguồn nước và thời gian cấp lại nước cho tòa nhà. Báo cáo cho ban lãnh đạo, ban quản lý tòa nhà về việc mất nguồn nước vào tòa nhà, thời gian mất nguồn nước và thời gian có thể sử dụng nước còn lại của tòa nhà để ra quyết định trong trường hợp cần phải mua nước từ bên ngoài. Thông báo đến quý cư dân về việc tạm thời mất nguồn nước và đề nghị sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm trong thời gian mất nước. Tôi vừa giới thiệu xong cách xử lý khi mất nguồn nước vào tòa nhà. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.